tin Đức Quốc. Đan viện Sito được tái lập tại miền đông nước Đức sau 200 năm. Sau 200 năm bị nhà nước quốc hữu hóa, đan viện ở thành phố New Zealand thuộc giáo phận Goellis được chính thức tái lập trong buổi sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 9 vừa qua. Thánh lễ do Đức Giám mục Sở tại Wolfgang Airport chủ tế cùng với Đức Tổng Giám mục Hennekocht của Tổng giáo phận Berlin và hai giám mục khác. Trong số 1.800 tín hữu hiện diện, có bà Bộ trưởng Văn hóa Martina Moet của bang Brandenburg lên tiếng trong nghi thức tái lập đan viện. Đức viện phụ Maximilian Hayim của đan viện Thánh giá nói rằng, Chúng tôi muốn thành lập tại đây một điểm khởi hành mới, một điểm thu hút trong đó đức tin, đức cậy và đức mến được sống thực và các tín hữu có thể cảm nghiệm một sự hiệp thông huynh đệ. Sáu đan sĩ thuộc đan viện thánh giá ở Áo đã được viện phụ gửi đến đây. Sáu đan sĩ Sito này đã dấn thân trong việc một vụ giáo xứ và trung tâm hành hương, dạy giáo lý và trong tương lai dòng dự kiến sẽ xây một đan viện mới ngoài khuôn khổ đan viện cổ kính.